À, chào các bạn, trên tay của mình đây là một con GoPro 8 Lite. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cơ bản cái con GoPro 8 này cho những bạn mà chưa sử dụng GoPro lần nào luôn. Thì rất là dễ, con GoPro này thì nó có hai cái nút thôi. Bên đây là cái nút nguồn và nút mod luôn. Đây là cái nút để bấm quay phim. Để sử dụng nó thì các bạn bấm cái nút nguồn này lên, nó sẽ mở cái máy lên. Đó. Sau đó thì các bạn chỉ cần bấm quay là nó sẽ bắt đầu nó quay thôi. Đó, các bạn thấy cái số nó nhảy nè. Đó, dây nó nhảy đó. Khi mà các bạn muốn dừng lại thì bấm dừng lại. Muốn coi lại thì các bạn sẽ vuốt từ dưới lên. Bấm xem lại cái clip mình mới vừa quay. Bên đây là cái nút mod nè. Nút mod thì các bạn sẽ chuyển đổi qua cái mod của nó có 3 mod là time lapse, photo và quay phim đó. Rồi. Như vậy thôi, rất là dễ. Ở dưới đây là cái chân để các bạn có thể gắn thêm phụ kiện nè. Từ GoPro 789 thì nó đã chuyển sang cái chân xếp này. Nó không còn cái sử dụng cái cây nhựa bọc ở ngoài giống như là GoPro 567 nữa. Đó, nó sẽ chuyển thành cái chân xếp này rất là gọn luôn. Đó thì các bạn sẽ gắn những cái phụ kiện vô, ví dụ như những cái chân hoặc là những cái cây gậy đồ này nọ đó, nó sẽ có cái ngàm tiêu chuẩn này, các bạn sẽ gắn vô thôi. Đó, giờ mình gắn vô các bạn coi nha. Đó, gắn vô. Rồi, siết ốc lại thôi. Đó. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cách thay pin nha. Cách gỡ pin ra, đầu tiên các bạn tắt máy đi. Đó, bấm giữ nó kêu tít tít rồi mở ra thôi. Đây là cái nắp pin Vlog nè. Cái nắp pin Vlog này thì nó rất là tiện nha các bạn. Cái nó sẽ cho các bạn một cái lỗ để các bạn có thể cắm cục sạc dự phòng hoặc là cắm cái tai pin tay cầm á, tay cầm kim sạc dự phòng á. Cắm vô đây thì các bạn có thể quay cả ngày luôn. Cái nắp này thì mở rất là dễ đây. Các bạn chỉ cần lấy cái ngón tay các bạn khựa nhẹ nó ra nè, đó là ra. Lúc mà đóng thì các bạn chỉ cần để lên cái ngàm nè, các bạn để vô, móc cái ngàm vô, đẩy xuống nè, đó rất là dễ. Giờ mở ra nè, lấy cái móng tay khựa nó ra cái là ra. Cái pin này á, thì các bạn chỉ cần nắm cái dây nè, các bạn thấy nó có cái dây nè, các bạn nắm cái dây kéo nhẹ nó ra, kéo nhẹ ra, đó nó ra một chút rồi các bạn cầm nguyên cục pin các bạn kéo ra là xong. Đó, các bạn sẽ lấy được cục pin này ra. Lưu ý các bạn là nếu mà các bạn để pin mà để máy mà lâu ngày không sử dụng á thì các bạn nên là xả cục pin này xuống dưới 20% nha, thì các bạn để lâu nó sẽ không có bị phù. Còn nếu mà các bạn để sạc đầy 100%, các bạn để lâu á thì nó sẽ bị phù cái cục pin lên, nó sẽ bị phù cái cục pin lên giống như là có bầu vậy đó. Rồi bỏ vô thì các bạn coi cái chiều ở trong đó, các bạn thấy bốn cái chĩa giống như cây lược vậy đó. Nó sẽ ăn vô chỗ này nên là các bạn để vô đẩy nhẹ vô là xong. Đó, lấy ra. Còn thẻ nhớ thì lưu ý các bạn là cái thẻ nhớ các bạn sẽ gắn cái thẻ nhớ cái mặt đồng nè, nó sẽ cái mặt đồng nó hướng về phía trước cái ống kính, là các bạn sẽ để đẩy nhẹ cái thẻ nhớ vô, đó là nó sẽ đúng chiều và cái máy của các bạn sẽ không bao giờ bị hư hết. Các bạn để ngược chiều, các bạn ráng nhấn vô thì có nhiều khi nó sẽ bị gãy cái chân thẻ nhớ trong đây. Đó, xong. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cơ bản để xài cái máy GoPro này rồi. Thì mình sẽ chỉ thêm các bạn cách để chỉnh độ phân giải. Nè, các bạn thấy không? Cái chế độ quay của nó nè, đang là standard nè. Bấm vô. Đó, ở trong đây có nhiều cái độ phân giải khác nhau. Tùy theo nhu cầu thì các bạn có thể chỉnh sửa hoặc là các bạn chọn nó. Nè, các bạn có thể cộng thêm. Đó, mod video rồi độ phân giải đồ này nọ nè, 4K, 2K, 7 nè. Đó, rất là nhiều, các bạn có thể
tùy chọn theo ý thích của các bạn. Rồi ở ngoài đây thì nó có một cái phím tắt nè, các bạn có thể chọn góc quay super view. Super view là nó siêu rộng luôn, nó sẽ hơi cong cong một chút, tùy theo các bạn muốn sử dụng cái góc như thế nào. Còn đây là góc góc rộng nè, góc rộng 16 tới 34 mm, này là càng càng kéo xuống là càng rộng nữa đó. Cái này thì nó hẹp lại thì cái vật nó sẽ ít cong lại, tùy theo nhu cầu các bạn sử dụng thôi nha. Ví dụ chạy xe thì muốn góc rộng thì có thể chọn góc rộng, muốn chọn góc hẹp thì chọn góc hẹp đó, nó chỉ là như vậy thôi, rất là dễ đó. Photo time lapse, time lapse để các bạn quay mây đồ này nọ đó, đó vậy thôi. Cái con GoPro này thì nó rất là dễ chỉnh, các bạn xài cỡ vài ngày là các bạn sẽ nắm hết được cái tính năng của nó. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Nếu mà các bạn muốn hỏi những cái mẹo nào đó của GoPro thì có thể chat inbox hoặc là nhắn trên cái tab cộng đồng để mình có thể trả lời cho các bạn nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.